Giờ á là em có góp ý với chị nè, nhất là chị lựa cái bao cho nó mỏng hơn chút xíu đi. Cái bao ở dưới này nó dày quá nè, bao vậy là đẹp rồi đúng không, nhưng bao vậy nó hơi dày. Thứ nhất, quá trời lợi hại quý bà con ơi. Nay ghé giường của bà chị tôi, bà Dư rồi. Tôi kiếm con có đặt tên Giàu không? Dư Giàu. Đừng khỏi con cái trái mít đi. Đây là trái mít của gia đình nhà chị Dư. Chị là chị coi trên mạng rồi chị bao theo vậy hay là mình đã có cái sáng kiến từ trước rồi chị? Coi mấy video bên quanh đó. Dạ. Rồi cái mình mua nhưng mà không giống ý em. Mua đâu mà nhỏ quá, nó chênh lệch có mấy chục đồng gì đâu mà. Cái này là cái chiến trước em vô mình em hướng dẫn nhà mình đó. Chỉ bắt đầu là chỉ mua. Đây mà con thấy làm coi như là cái này chị vẫn lấy xốp chị kẹt giữa hai trái giùm em ha. Cho nó khỏi cọ. Cái bao cho nó vẫn cọ. Mà chị thấy da nó vàng ha. Còn cái thằng này nó đáng lẽ cái trái này phải tuyển từ nhỏ nè, nó hơi bị tàn ong nè. Cái trái bên anh Hùng mới mở ra đó. Hơi bị tàn ong dưới đít á, là đáng lẽ trái này hơi, nhưng mà nó cũng không quá mức đâu chị. Lỡ nuôi rồi mình nuôi luôn ha. Thì bây giờ á là em có góp ý với chị nè, nhất là chị lựa cái bao cho nó mỏng hơn chút xíu đi. Cái bao ở dưới này nó dày quá nè, bao vậy là đẹp rồi đúng không, nhưng bao vậy nó hơi dày. Thứ nhất. Thứ hai là chị bao nó nhỏ quá đi nè. Mà con coi nè, chị chơi vậy nè, này hôm bữa mua mấy chục đồng? 2.000. Cái bao kia bà con của mấy quý bà con của mình mua á, là người ta cắt ít sẵn luôn và bao 50kg rộng rãi nha, là mua có 2.500 à, nên là cũng không có tốn bao nhiêu cả chị. Nên chị cứ xài như vậy giùm em đi. Đây có mấy em cuốn nhìn dễ thương quá trời kìa, giống min kìa nè. Vườn này là... anh xài chỉ xài xô nuôi trái bên mình luôn phải không anh Hùng? Đúng rồi, xài xô nuôi trái ha. Cây này cây tơ, cây tơ lần đầu tiên. Cây này hả, ngon quá ha. Rồi sau khi mà chị bao cái trái vậy là chị đỡ xịt sâu rầy phải không? Đỡ quá trời đỡ luôn, quá trời đã ha. Đẹp, trái vàng hính luôn trời. Nhìn cái da đẹp. Canh kêu mình thêm nước nè, cây nó mới đủ nước nè. Dạ, hôm bữa là bị khô phải không? Ủa chị là tổng cây của chị là được bao nhiêu năm tuổi? Tháng 2 này là đúng 2 năm rồi đó. Trời ơi, quá trời đã luôn. Mà hôm bữa là bán được nhiêu? Được nhiêu tiền? Bán được mới có mấy trái à, 3-4 triệu à, 4 trái. 3-4 triệu hà, 3-4 triệu đó với nhà nông mình là lớn dữ lắm đó. Cho gắn cái micro xíu coi đẹp. Đó. Là bán được trái lợi nhất hả? Bán được 4 trái mà 2 trái nhất, 2 trái nhì. Thì em nói chị gì rồi là phải tuyển trái rồi chị chơi chị để cho nó rồi bắt con chó ở đó để chữ trái mít hay gì đây. Phải không? Vàng kìa, vàng ở bển giữ mít hay gì chị? Ra ngoài ai ra giường lại ra theo vậy đó. Vậy đó hả? Đây, giờ đi một quanh một vòng. Cái cọng dây cản nha, không thấy là dúng hả? Thấy. Đây là mình tổng cộng bao nhiêu cây chị Dư? 200 gốc ạ. À. 200 gốc mà làm trái đợt đầu mà chị thấy ra trái được vậy là thấy ok la chưa? Ừ. Bà bên okay. Kia bà mắc võng cho đi vòng Trường Sơn nữa kìa. Đó, lại về quay gần cho bà con chúng ta xem đó. Chị mắc võng nên đi rừng luôn. Nặng quá mình không. Nặng quá. Nặng quá. Ồ, cây tơ của chị, nói chung là cây tơ của chị vườn này nó cũng hôm bữa chắc thiếu nước nên nó không có sung bằng mấy cái vườn khác em đang chăm á chị. Ừ. Nhưng mà trái được cỡ này mà em thấy chị cây vậy mà chị cho đeo 3 trái là chị phải thúc dinh dưỡng nhiều vô giùm em nha. 7 ngày điên lần đó. 7 ngày điên lần đi bộ xô ha. Ừ. Đâu cái xô đâu rồi Thư. Như hôm cái chuyến trước là em vô là cái vườn mà cỡ giờ này nè là cái lá nó bị héo. Héo luôn hả chị? Do nó bị thiếu nước. Chị đang nuôi trái mà chị để héo đâu anh Hùng, mà chịu khó mở thêm trái nữa cho quý bà con chúng ta mãn nhãn với một cái video bên này đi. Mà mấy hôm nay chị thấy chăm mít nó cũng nhàn hả chị Dư? Khỏe. Khỏe re. Sao mà chơi cái dây kẽm này sao không mua ấy ta? Nó ảnh đổ qua cái dây thừng á chị. Cái này gió đó, mình nghịch lại. Em biết rồi nhưng mà nó có lại cái dây thừng á. Đây, mà con thấy bao cái trái mít bằng cái bao da nó sáng quá rồi sáng ha. Sáng đều luôn, không có chỗ nào. Không có chỗ nào không sáng. Đây là cái xô chị nuôi là xô này phải không? Ừ. Là chị kết hợp với lại hai gói hô mít, hai gói bốn gói hô mít, bốn gói trico ha. Đây, hô mít này của em là dạng mới, là tăng cường trung vi lượng nè, lần sau chị lấy là em đổi cho chị bao bì mới luôn nha. Ở rồi, sau này đổi trico hô mít nè. Tức là em nâng cấp lên, mỗi năm em nâng cấp lên từ từ. Thằng này nó toan rất ok, đừng mở anh Hùng, nó chảy.
À, nó đổ, đây xe nó đổ quý vị ơi. Ngày thằng anh làm video ở văn phòng. Đây, đây là cái nhân dạng của cái bộ xô nuôi trái mít mà chị Dư đang xài cho vườn mình. Cây đâu mà mới có 2 năm mà trái quá trời luôn. Bán hết đợt này ngon, ráng thúc cái đi. Đợt này cũng cổ với anh Trương Minh Thanh Bình nè. Hả? Cổ này từ 8 kg trở lên hết rồi. Cổ này là ngon rồi, nặng lắm chị. Nặng, bữa hổm nó xức trái nhỏ xíu mà nó 5 kg. Vậy hả? Ừ. Là thấy đặc ruột ha, mà chị có thử cắt ra cái đó lên cơm chưa không? Chưa có chưa gì lên hết. Cơm ha. Hôm bữa hôm qua là lái vô họ cắt rồi họ có khen cơm của chị ngon không? Cơm trái mít chứ lộn. Ngon, nó nay quá đỏ luôn. Quá đỏ luôn hả? 10 điểm cho chất lượng rồi, có hẹn gặp lại không? Có chứ. Rồi có cái gì ha là tôi mua mão cho bà gì không? Có không? Điện hoài ngày nào cũng báo giá hết. Mua Phật à, hôm nay bán báo giá nhiều. À, hồi sáng nha, là nó báo 67 rồi đó. Ui, vậy là hôm nay lên chị? Ừ. Hồi ngày qua là 63, 64, hôm nay lên 67. 67 rồi đó. 67 là mấy ảnh cắt tại vườn cho mình ha. Ừ, lại tới vườn cắt. À, mà vườn chị cũng dễ mà, có vướng cây cầu thôi. Cây cầu rồi mấy ảnh đi đường sông hay gì? Nó bọc tuốt ra ngoài chợ chạy vườn. Bọc tuốt về chợ. Ừ. À, ok. Rồi, thôi chúng ta đi tham quan tiếp. Trời ơi, hồi xưa ai xuống chị trồng mít ruột đỏ mà giờ gia đình mình quá thì dư giả rồi. Đúng là tên chị tôi rồi. Hay quá chị Dư ơi. Chào quý nha. Đây, thằng anh đây. Nay anh em đi chỉ cho đi đường cầu khó quá. Không camera ven không phải ở ngoài kia đâu. Giờ tôi ở đây. Cảm ơn quý bà con, cảm ơn chị Dư. Và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.